trong xu thế hội nhập quốc tế, một trong những điểm nhấn quan trọng mang tầm chiến lược quốc gia đó là quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế số, trong đó phải kể đến sự tham gia của các công ty công nghệ vào lĩnh vực tài chính ngân hàng. Để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nhanh và bền vững, việc tạo dựng nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng kịp thời những đòi hỏi ngày càng cao của thị trường lao động đang là một trong những nhu cầu cấp thiết. Nó cũng đặt ra những chiến lược cụ thể cho các đơn vị đào tạo khối ngành kinh tế trong nước, đó là phải nhanh chóng đổi mới phương thức đào tạo để có thể tạo ra những cơ hội nghề nghiệp mới, mở rộng hơn cho sinh viên Việt Nam trong thời đại công nghệ số. Theo Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân lực và Thông tin Thị trường Lao động FANBI, hiện nay tài chính, kinh tế, kinh doanh vẫn là nhóm ngành nóng về nhu cầu nhân lực. Hầu hết các đơn vị tổ chức tài chính hay doanh nghiệp trong và ngoài nước đều có các vị trí liên quan đến các lĩnh vực này. Nhưng khác với những cơn sốt về số lượng trong thời gian qua, thị trường lao động ngày càng khó tính và đòi hỏi cao hơn về chất, đặc biệt trong bối cảnh quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Cái xu hướng mà công nghệ hóa và số hóa trong nền kinh tế thì dẫn đến một cái tạo ra những cái cơ hội vô cùng tích cực cho cái thị trường lao động. Rất là nhiều các ngành nghề mới, những cái vị trí công việc mới được tạo ra kết hợp giữa kinh tế tài chính và công nghệ. Và cái điều đó thì cũng đem lại rất là nhiều cơ hội cho cái thế hệ trẻ. Tuy nhiên thì đồng hành với cái điều đó cũng đưa ra những cái đòi hỏi khắt khe hơn rất là nhiều từ phía các doanh nghiệp. Những cái đòi hỏi ở đây không phải đơn thuần chỉ về kỹ năng hay là về kiến thức nữa, mà còn về cả những cái khả năng thích ứng với cái môi trường mới, khả năng sẵn sàng để học hỏi những cái kiến thức, những cái kỹ năng mới mà trước kia chúng ta chưa từng biết đến. Với Học viện Ngân hàng, một trong những trường đại học đa ngành uy tín trong khối trường kinh tế của cả nước, trong suốt hơn 60 năm qua, Học viện Ngân hàng luôn xác định mục tiêu thực hiện mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số, phát triển môi trường số cho các hoạt động quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học. Với một trong những giải pháp chiến lược là đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế làm mũi nhọn để từ đó cập nhật và tối ưu hóa chất lượng đào tạo đạt chuẩn quốc tế. Trên cơ sở đẩy mạnh các hoạt động liên kết đào tạo quốc tế với nhiều trường đại học, các tổ chức giáo dục, các tổ chức và hiệp hội nghề nghiệp uy tín trên thế giới, Học viện Ngân hàng đã triển khai thành công các chương trình đào tạo quốc tế có chất lượng, xây dựng một môi trường học tập tiên tiến hiện đại, giúp hàng ngàn học viên và sinh viên có cơ hội sở hữu một tấm bằng quốc tế ngay tại Việt Nam. Chính bởi vậy, khi lựa chọn theo học các chương trình cử nhân quốc tế tại học viện như cử nhân kế toán quản lý tài chính hợp tác với Đại học Sunderland Vương quốc Anh, cử nhân quản trị kinh doanh chuyên ngành quản trị tài chính với Đại học CTU Hoa Kỳ, các ngành ngân hàng và tài chính quốc tế, kinh doanh quốc tế hay marketing kỹ thuật số hợp tác với Đại học Coventry, Vương quốc Anh, hay chương trình thạc sĩ tài chính UWE. Sinh viên không chỉ được lĩnh hội các kiến thức chuyên ngành phong phú mà còn có khả năng ngoại ngữ vượt trội và kỹ năng thích ứng nhanh với sự chuyển động của môi trường số. Trong suốt quá trình học tập, các em còn được trang bị nhiều kỹ năng cần thiết như các kỹ năng thuyết trình, tư duy phản biện, phân tích dữ liệu, làm việc theo nhóm, đồng thời được rèn luyện thái độ, ý thức kỷ luật cao trong học tập, sống trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và xã hội. Đây là những chuẩn mực cần thiết giúp các em tự tin hoạch định lộ trình nghề nghiệp cho tương lai của chính mình trong tương lai. Hiện tại tôi đang công tác trong lĩnh vực quản trị rủi ro tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam. Với yêu cầu trong công việc cần khả năng đánh giá, phân tích các vấn đề liên quan đến hệ thống kinh tế cùng khả năng đánh giá rủi ro và quản trị dự án trong quá trình công tác đã cho tôi cảm nhận rõ ràng hơn về tính hệ thống và tính ứng dụng cao của chương trình đào tạo thạc sĩ tài chính UWE. Hiện nay, các chương trình đào tạo quốc tế ở bậc cử nhân và thạc sĩ của Học viện Ngân hàng đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kiểm định chất lượng khắt khe của các đối tác quốc tế, từ phương thức đào tạo, quản lý đội ngũ giảng viên, giáo viên cho đến các chuẩn mực giáo dục quốc tế. Tất cả đều được thực hiện đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả. Chất lượng các chương trình không ngừng được nâng cao, cập nhật nhanh với quá trình chuyển đổi số. Có rất nhiều bạn sinh viên thì các bạn luôn luôn nghĩ rằng là học quản trị kinh doanh là sau ra trường là chúng ta phải làm sếp, làm lãnh đạo hay là làm quản trị các công ty gia đình. Mà tuy nhiên thì tất cả các dự án lớn nhỏ khác nhau thì các bạn đều cần phải áp dụng các kiến thức về quản trị nhân sự, quản trị về tài chính, quản trị về các rủi ro liên quan hay là vẽ ra các cái hướng phát triển, hướng kinh doanh cho doanh nghiệp. Thì tất cả các kiến thức đó chúng ta đều có thể học được tại chương trình cử nhân chất lượng cao quản trị kinh doanh CTU Hoa Kỳ của Học viện Ngân hàng. Cụ thể, bên cạnh các bộ môn chuyên ngành vốn là thế mạnh, Học viện đã kịp thời triển khai thêm nhiều môn học mới mang tính ứng dụng cao trong thời đại công nghệ 4.0 như phân tích dữ liệu, ứng dụng AI trong kinh doanh hay công nghệ tài chính FinTech. Ngoài ra, việc học tập 100% bằng tiếng Anh với các chuyên gia đầu ngành trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng đã trang bị cho sinh viên kỹ năng ngoại ngữ thành thạo, giúp các em dễ dàng hơn trong tiếp cận với kiến thức và tình hình kinh tế trong nước và thế giới. Đặc biệt, tấm bằng đại học được nhận từ Học viện Ngân hàng và bằng đại học được nhận từ các trường đại học uy tín của Anh, Mỹ như Đại học Sunderland, Đại học Coventry, Vương quốc Anh hay Đại học CTU, Hoa Kỳ sẽ giúp các em mở rộng được cơ hội lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai.
Với tấm bằng cử nhân Sunderland, mình và các bạn có thể đăng ký học cao hơn hoặc lựa chọn làm việc cho các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Các kiến thức về quản trị rủi ro mình học được trong quá trình học đã giúp mình dễ dàng chinh phục các nhà tuyển dụng trong bối cảnh các ngân hàng và tổ chức tài chính trong nước đang dần tiến tới áp dụng các chuẩn mực thông lệ quốc tế về quản trị rủi ro. Là học viên của ISBA, sinh viên có cơ hội được học tập với bạn bè quốc tế đến từ nhiều quốc gia, được trải nghiệm môi trường giáo dục hiện đại của các nước, cũng như khám phá nhiều nền văn hóa khác nhau thông qua các hình thức trao đổi sinh viên theo học kỳ và theo các khóa học ngắn hạn. Đặc biệt, môi trường học tập chuyên nghiệp với hệ thống phòng học đa phương tiện, phòng lab, phòng thư viện số, với nguồn tài liệu phong phú cũng được Học viện Ngân hàng đầu tư khá lớn, với mục tiêu mang đến cho sinh viên những trải nghiệm quốc tế thực sự. Với Gen Z chúng em thì việc được thể hiện bản thân hay là khám phá những điều mới mẻ, thậm chí là bước ra ngoài thế giới, thì đối với chúng em bây giờ không còn là ước mơ nữa mà là mục tiêu. Và việc học tập tại viện quốc tế thì đã giúp chúng em ngày càng gần hơn với mục tiêu của mình. Ngoài ra, các hoạt động ngoại khóa đa dạng được tổ chức bởi hơn 30 câu lạc bộ trong nhà trường cũng thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo học viện tới mục tiêu xây dựng môi trường học tập thân thiện, gần gũi, giúp sinh viên phát triển kỹ năng toàn diện, năng động, sáng tạo, tự tin, trở thành những công dân toàn cầu. Đó sẽ là những trải nghiệm mang dấu ấn thanh xuân của tuổi trẻ. Những trải nghiệm như được đi thi đấu tranh biện tại Indonesia, được tham gia những field trip và những hội chợ việc làm. Qua đó đã giúp em trưởng thành hơn cả mặt trong việc học tập và làm việc. Em đã có giải nhất trong cuộc thi nghiên cứu khoa học quốc tế của Học viện Ngân hàng và bài nghiên cứu của em đã có mặt trên các trang báo quốc tế. Chính sự kết hợp hài hòa của chương trình đào tạo quốc tế và môi trường học tập hiện đại đã tạo nên thế mạnh cho mỗi sinh viên quốc tế của Học viện Ngân hàng trong thời đại hội nhập và phát triển, giúp các em dễ dàng chinh phục mọi đỉnh cao cũng như tìm kiếm cho mình một công việc mơ ước, vững tin kiến tạo tương lai.